đúng rồi. Nhưng mà đấy cắm vào tủ nó. Này miệng, miệng mày ti chắc lắm. Thằng bà xin kính chào toàn thể các bạn thân mến nhé. Hôm nay thằng bà đi bắt ong cùng cô em này, bắt hai tổ liền. Tổ này to hơn tổ bên kia. Hôm nay mình sẽ tự tay bắt luôn. Bắt về treo sóng đầu vào đến cuối tháng 8. Giữa tháng 8 thì mình bóc, mình lấy ít quân để ngâm rượu cho mấy ông mới lại mình lấy nhộng ăn. Anh quay đây làm lá nút đi để anh sẽ xịt thôi. Rúc đấy, đừng rúc vào đấy, đứng ở ngoài xịt thôi đó. Việc cái gì? Em bị hầm à? Việc cái gì? Nó bay ra hết đi giờ. Không động một cái gì làm sao mà bay? Anh cứ rúc đấy ngồi một tí xem sao nó bỏ vào. Đây này. Khéo ăn đốt nhé. Không có quân ở ngoài. Đốt thêm quân vào hết trong rồi này. Cầm đấy, cầm đấy, đưa kéo ấy. Đây. Ừ, em cắt cây. Châm hẳn vào trong ấy. Không đúng ấy. Không phải soi. Làm gì? Đưa vào. Nó đã phụt đâu. Phụt bây giờ thế. Anh thì lúc đấy à. Sao cho xa ra tí. Phụt đâu. Đấy rồi, nửa to quá. Tắt đèn, tắt đèn đây. Kéo đâu? Từ từ từ. Anh làm này, bế hết luôn rồi á. Úi dồi. Thôi, cắt. Xịt thì vậy, tôi đừng cắt nữa. Lấy thêm cho nhiều nữa à. Nhiều hỏng rồi. Đây này, có phụt đâu. Thế ngược đầu nhỉ, lấy làm nâu rồi. Đầu này nhá. Đầu kia kìa. Nhìn lại, xịt lại các bạn ạ. Xịt cắm vào tổ nó ấy. Ôi, phụt cắm vào tổ nó. Lấy cái này. Anh giờ anh mở ra phát con ăn đốt này nè. Đừng mở ra bao giờ xịt cắm vào tổ nó. Đúng rồi. Nghiêm à. Đấy cắm vào tổ nó. Rồi. Đâu dây thép đâu? Đây này. Sâu như nào? Cầm lấy cái này, đưa cái kéo đấy cơ. Cầm kéo là gì? Sâu dây thép đi đã. Sâu như nào? Cắm thẳng lên trên xuống. Cái này gì? Đây đây nè. Đây à? Đấy. Thế về treo ngược à? Trong ngực cái đinh hâm à, bẻ đầu dưới. Bẻ cong đầu dưới. Mỗi bẻ hả? Đó, đúng. Vỡ tổ bây giờ. Rồi. Cắt đi. Giữ vào cái cây ấy, cái mua. Cắt hết gì không nhớ nha. Đây này, quá đơn giản. Để cả cánh mua nhá. Để cả cánh mua. Rồi, túi bóng đâu. Đây các bạn ơi. Đấy, mình bắt thành công rồi nhá. Thế mấy cành đi chọc thành túi bóng. Đồ này nó cũng dễ. Đâu, túi bóng đâu.
Bây giờ mình sang kêu bắt tổ vui không về treo một loạt. Này được chưa? Rồi. Bây giờ mình sang bắt tổ bên kia. Tổ kia cũng bé hơn tổ này. Không về mình treo luôn. Tổ kia đi hơi xa. Nào, kết quả chờ một tháng sau nhé các bạn nha. Đi. Đây các bạn ạ. Để bắt đi. Xong cái bóng chưa? Ý về treo luôn à? Tao ong này nuôi đến tầm hơn một tháng ấy, thì chắc là cũng được ít nhậu. Về ăn các bạn, món này ăn ngon lắm. Thường thường ở thôn quê mình thường thường xào với nị à. Thường thường họ xào măng chua hoặc là cho gừng chanh, lá chanh. Tổ này bé. Bây giờ bé bằng này thì chắc cũng tụ rồi. Cắt ấy rồi. Đấy xịt đi. Có gì khéo bỏ cả điện thoại ở đây. Ui giời, tay run. Tay run lắm. Cháy rừng bỏ mẹ. Này, nhìn quân bay ra kìa. Trụng một con ra rồi. Cứ nhét vào đi ra. Rồi, búng ra. Rồi này, cứ bóng. Này mà xịt nó ngất bố về nó yếu ong đi. Nó chết hết quần. Thôi về nhà treo lên. Như mình thì đấy là mình cứ vậy bọc cái bóng mình chụp luôn. Nhưng mà mình... Đi. Bây giờ mình về nhà mình treo lên nhé các bạn nhé. Lúc treo chắc quần nó ra nhiều hơn nhiều. Cậu này nó cũng nhát. Cậu này cái tí cũng xịt. Cái thuốc kia là thuốc diêm chế các bạn ạ. Lấy diêm nhồi vào trong cái ống nó bịt đầu. Cái châm này nó phụt khói ra quần nó ngất. Thôi bây giờ mình về mình treo. Treo chỗ nào dễ dễ bắt tí. Càng sát đất càng nhanh lớn. Chờ vậy. Chê của tổ ong cũng ấy đấy. Ông mồi. Ông gì? Ông nhìn kìa. Con chó. Đấy treo cành bé đấy cho sát vào, sát đất vào. Nhô to gù. Nó sang càng sát đất càng nhanh lớn chả ai biết. Gù xuống cái tổ cái xoài kia chả ấy à. Gù xuống đấy còn đấy làm gì. Mình chuẩn bị chạy các bạn ạ. Pha treo ong thần thánh này. Buộc chặt vào xoáy xoáy hơi xoáy lắm. Tắt đèn đi. Kệ, cứ ấy không tí tao tắt. Nào luôn đấy. Nào luôn à?
cưới khi nào nguy hiểm thì nào đây cháu tắt. Hầm à? Tắt đấy thì nó nao luôn mà người em ý. Thì cứ tháo nút ra đi. Mấy con ở ngoài rồi. Cứ tháo cửa sổ ra. Tháo cửa sổ à, phi à. Bây giờ gỡ tôi bóng nào đã phi rồi đấy. Bỏ đầy đây, anh nhìn mấy con đây chưa? Ừ, thì tắt đi. Thì tắt đèn pin. Em cứ để lên đèn. Bây giờ mình bắt đầu treo tổ này nhé. Vừa nãy mình treo tổ bên kia rồi. Đây này. Đây này, cành này nào. Được, gãy thế nào được. Cành này cao nó quá. Dài mà, kéo cái gì đâu. Kéo trong nhà. Còn nghe là vào như kìa. Gấp quá, yêu cành ở sau anh. Chưa tỉnh. Một tháng nữa các bạn đón xem. To ủi choạc luôn. Tổ kia mình treo vào cây vải rồi. Thế này. Cô em đang bấm dọn cành để treo vào ong này. Lại treo thấp thôi, xuống đến đây thôi, cắt cành này đi. Cho thấp xuống. Ông vẽ nó treo lên ngọn cây thì có mà. Thấp nữa. Này rồi, nó lớn nữa cơ mà. Chứ giờ tổ kia kìa, treo thấp quá, nó chạm đất. Đây này, cứ treo tầm này, đấy. Đây. Tu thế nào được không, em chào. Cắt cửa ra vào cho nó quắn nó đi lại. Kiến này nó cắn không? Ừ. Đèn cây. Kiến này làm gì được, ong vào nó cắn chết. Ong nó thiếu nó ăn cái gì nó cắn. Cắt chỗ nó keo rộng đi đã. Cho cửa ra đâu. Đi nha. Mình phải tự té. Bước đèn. Mình té đấy. Nó phi ra rồi. Mình vừa chạy té phở xong. Đây tổ này vừa bóc được mấy hôm đây các bạn. Đã to nhanh này. Lại sắp được ăn. Làm nhanh, to hơn tổ kia rồi. Tổ này hôm nọ to, bóc. Cô em mình bóc được 3 hôm, 4 hôm mà to bằng này. Lại sắp được ăn. Qua cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nhé. Mình sẽ thực hiện ở đây. Cảm ơn các bạn nha. Đi.